Hey, how you doing? Nó là âm hi. Âm hi thì rất là khó phát, phải chỉ dơ chứ các chỉ xét chứ các. Nó là phát thành hai 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 đoạn. Không. Chỉ giờ nó phát không ra tiếng. Như vậy. Cuối cùng là vẫn chưa hí cho nên giờ. Cái này lưu ý cái này rất là khó phá đây. Kim sinh. Kim sinh thủy. Thủy là Thận bằng quang. Thận bằng quang. Màu lục hoặc màu màu trên biển hoặc là biển màu blue ấy, màu màu hoặc là màu đen. Đen trong đông y gọi màu đen, ở đây mình thì người ta đo lại thì nó là màu xanh chứ không phải là màu đen, hoặc là phải là đen sáng đen tím, nhưng mà đó là cái tần số khoa học người ta đo thì cái màu này là màu xanh màu biển đúng không? Và âm của nó là suy. Cái chữ này là phát thực ra là tưởng là khó nhưng là phát dễ nhất. Nó là chữ giống như suy suy dinh dưỡng suy thần nó đấy mà thế kiểu huyền khi lựa ra cái sau thủy ra lại quay về mộc là cái gì thì chỉ lại một, nhưng mà năm năm hành nhưng mà có sáu chữ, cho nên sáu chữ này là cái hỏa này này, cái hỏa của tâm bao này này, là nó là sáu thủy là cái hỏa của tâm bao này nên nó là chữ vu. Vì sáu thủy là điện hỏa, cái này là thực sự ra là đưa lên để cho cái âm dương điều hòa và cái thủy hỏa khí tế nương tựa vào nhau, thì cái hỏa này và đây là hỏa của tâm bào và tâm tiêu. Tâm bào và tâm tiêu. Đó là chữ hú á. Cho nên là có 5 hay mà 6 chữ. Cho nên gọi là lục từ khử công là bởi vì thế. 6 chữ đó là lục từ. Nên nhớ rằng lục từ là tỉnh công. Âm thanh phải dồi vào trong chứ không phải ra ngoài. Cái sự chấn động lúc nào mà mọi người phát mà thấy nó rung 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 ở trong người thì mới gọi cái lúc ấy gọi là có cái nội lực của lục từ. Còn mà phát mà thấy ra nó ngoài ngoài là không có cái nội lực của lục từ. Thì chắc là lý thuyết đến đó thôi hả? Nhưng mà lúc mà tôi tập phát và tôi đi kiểm tra từng người là tôi hỏi chữ đấy của cái gì màu gì tương tác của bộ phận nào là phải nhớ, cho nên cho 15 phút học.